Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Với tỷ lệ 99,8% cử tri đi bầu cử, Lai Châu là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao ở khu vực các tỉnh Tây Bắc. Tỉnh Lai Châu triển khai công tác tiêm chủng COVID-19 theo đúng quy trình hướng dẫn, giảm các trường hợp có phản ứng sau tiêm đến mức thấp nhất. Huyện Sìn Hồ chủ động các phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ 99,8%, Lai Châu là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao ở khu vực các tỉnh Tây Bắc. Ngay sau bầu cử, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn nhanh với lãnh đạo Sở Nội vụ về kết quả cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo thì có thể khẳng định đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại hội biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã diễn ra thành công rất tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,8%, Lai Châu được đánh giá là một trong tỉnh Tây Bắc có tỷ lệ cử tri đi biểu cao nhất cả nước, các tỉnh khu vực Tây Bắc. Để cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về kết quả bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau đây chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu ngày hôm nay. Thưa đồng chí có thể cho biết là cái kết quả nổi bật cụ thể của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để đạt được cái kết quả bầu cử trong thời gian qua thì trước phải báo đến các cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp làm tốt cái công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt đầy đủ về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, rồi phổ biến đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân khi mà tham gia các bầu cử. Do đó ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri toàn tỉnh đã hăng hái tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhìn chung trong dư luận nhân dân và cử tri rất phấn khởi, tin tưởng mỗi lá phiếu để thể hiện sự tin tưởng, gửi gắm lòng tin của đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân đã lựa chọn đến những đại biểu tham gia Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 21 và 2026 đã tin tưởng sự thành công của bầu cử. Trong không khí bầu cử thì không khí dân chủ, cởi mở, đảm bảo đúng pháp luật, không khí chung của nhân dân tỉnh Lai Châu trong ngày bầu cử rất phấn khởi và tin tưởng. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì trong ngày bầu cử đảm bảo được giữ vững ổn định. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, rồi kiểm tra giám sát thường xuyên các khu vực bầu cử, các khu vực biên giới đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Về kết quả ngày bầu cử, về kết quả tỷ lệ thì cử tri đi bầu toàn tỉnh đã đạt 99,80%. Ông có thể thấy rằng với sự chuẩn bị tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phát huy đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn rồi bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 21 và 26. Để đạt được kết quả đó thì suốt những tháng qua tỉnh cũng như các địa phương trong tỉnh đã có sự chuẩn bị như thế nào thưa đồng chí? Để đạt được cái thành tích đó thì suốt cái thời gian qua, trước hết là các cấp các ngành và bám sát nhiệm vụ theo kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử của Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 21 và 26. Ủy ban bầu cử, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng thời gian, tiến độ. Công tác tuyên truyền về bầu cử được tổ chức sâu rộng, có nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đặc biệt là tập trung tuyên truyền để mỗi người dân nắm rõ tiểu sử những người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và quy trình bỏ phiếu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác bầu cử như xây dựng phần mềm tổng hợp và kết quả bầu cử. Cùng với đó thì tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ở địa phương, kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ cho cuộc bầu cử và giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo, đảm bảo tuyệt đối an ninh
an toàn trong quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử, nhằm ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, kiên quyết đấu tranh mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động phá hoại của bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, đó là tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và khó lường. Vậy công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho cử tri đi bầu cử được tỉnh triển khai thực hiện thế nào? Trong quá trình bầu cử, công tác đảm bảo an ninh chống dịch, tỉnh ở địa phương thực hiện đảm bảo cho sức khỏe của cử tri và các thành viên bầu cử thì toàn tỉnh đã làm tương đối tốt. Đó là Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương phương án đối phó các tình huống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi nhận thức rằng cuộc bầu cử lần này khác tất cả các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trước, đó là bầu cử triển khai trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đang dịch lần thứ tư, trong bối cảnh như vậy, chúng ta phải triển khai tập trung phòng chống dịch và toàn tỉnh đã bố trí nhân lực sẵn có, khi cần có thể điều động ngay để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc đối với các đối tượng tham gia bầu cử. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu ngày hôm nay. Theo thống kê của Ủy ban bầu cử thành phố Lai Châu, tính đến 19 giờ ngày 23 tháng 5, thành phố Lai Châu có 28.031 trong số 28.057 cử tri hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tương ứng với tỷ lệ 99,91% số cử tri trong danh sách niêm yết tham gia bầu cử. Phường Quyết Tiến và phường Đoàn Kết đạt 100% tổng số cử tri tham gia bầu cử. Các xã phường khác đạt tỷ lệ trên 99%. Trong đó, tổng số phiếu hợp lệ bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt tỷ lệ 99,8%. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đạt 99,5%, cấp thành phố đạt 99,9% và Hội đồng nhân dân cấp xã phường đạt tỷ lệ 99,6%. Theo đó, 63 trên 63 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn của thành phố Lai Châu đều chuẩn bị điều kiện vật chất kỹ thuật chu đáo, chuẩn bị tốt nhất cho cử tri đi bầu cử. Cử tri đi bầu cử đều đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách đúng quy định giữa người trước và người sau, di chuyển theo hướng một chiều và thực hiện đúng việc phòng chống dịch khi tham gia bầu cử. Giao thông, thông tin liên lạc thông suốt, thời tiết thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, thực hiện quyền lợi của mình. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo và giữ vững. Theo báo cáo nhanh của huyện Nậm Nhùn, đến 21 giờ ngày 23 tháng 5, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại huyện Nậm Nhùn đạt tỷ lệ 99,42%. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nậm Nhùn có 69 khu vực bỏ phiếu, trên 15.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện, các điểm bỏ phiếu đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của luật bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,42%. Trong đó có 10 trên 11 xã thị trấn có 100% cử tri đi bầu. Các cử tri đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, sáng suốt lựa chọn và bầu những người có đủ đức, đủ tài tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất ở trung ương và địa phương, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và cũng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nên việc lựa chọn đại biểu được thực hiện nghiêm túc theo ý chí nguyện vọng của cử tri. Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu đã có một nhiệm kỳ thành công, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường kỳ, 5 kỳ họp chuyên đề để quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng được đổi mới trong tổ chức điều hành nhằm phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan đại biểu dân cử. Công tác thông tin trước, trong và sau kỳ họp được tăng cường, tạo điều kiện để cử tri và nhân dân theo dõi. Rất nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được tiếp nhận, xử lý ngay tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các kênh thông tin. Ban hành nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương là một trong những nhiệm vụ mà Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa 14 đã thực hiện hiệu quả. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 220 nghị quyết, trong đó có 92 nghị quyết chuyên đề về các chính sách, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Việc ban hành các nghị quyết bao quát trên tất cả các lĩnh vực, các nghị quyết chuyên đề được ban hành đảm bảo đúng pháp luật, sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Huy động nguồn lực,
phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Qua 5 năm thực hiện cái nghị quyết 51, chúng tôi thấy thứ nhất là về cái thu nhập của người dân đã tăng lên và đạt được cái chỉ tiêu đã đề ra. Thứ hai là về tỷ lệ giảm nghèo đối với các xã biên giới của huyện Nậm Nhùn đã giảm trên 5%. Thứ ba là về cái kết cấu hạ tầng ở một số xã, nhất là đối với đường nông thôn, các bản 100% các bản đã có đường xe máy đi được lại thuận lợi, đời sống của nhân dân cơ bản là đã được nâng lên. Nhiệm kỳ qua, xác định hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề là một trong những hình thức giám sát quan trọng. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, hoặc những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung giám sát. Thông qua 84 cuộc khảo sát và 50 cuộc giám sát chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đưa ra nhiều kiến nghị xác đáng, đề xuất phù hợp để các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh trong công tác quản lý điều hành, tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đấy là căn cứ pháp lý quan trọng để Hội đồng Nhân dân nâng cao cái chất lượng, hiệu quả của hoạt động này. Thế và trong năm cái hình thức giám sát thì giám sát chuyên đề có sự đổi mới rõ nét nhất từ khâu lựa chọn vấn đề giám sát, cách thức tổ chức thực hiện đến kết luận các cuộc giám sát. Thế và chúng tôi luôn xác định việc lựa chọn vấn đề giám sát là cái điều kiện tiên quyết đảm bảo chất lượng cho các cuộc giám sát thành công. Nhận thức rõ hoạt động tiếp xúc cử tri là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của người đại biểu dân cử, góp phần mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền làm chủ của người dân. Vì vậy, trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quan tâm, phối hợp, tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức linh hoạt, chú trọng tiếp xúc tại các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ít thông tin. Tại hơn 800 điểm tiếp xúc có gần 80.000 lượt cử tri tham dự, đã tổng hợp được 771 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Qua theo dõi giám sát, cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp thu, xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Trong quá trình các cái lần tiếp xúc cử tri thì phần đa những ý kiến kiến nghị của cử tri này được tổ chức mặt trận tổ chức để tiếp xúc với cử tri thì phần đại đa số các cái đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng đã tiếp thu ý kiến của cử tri và nhân dân, và phần đa các cái nội dung đó thì tôi được biết là hầu hết các kiến nghị của cử tri đã được giải quyết một cách thỏa đáng và thực chất. Có thể khẳng định nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đã làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử và thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính trị của tỉnh. Từ thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau. Trước hết, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh phải bám sát chức năng nhiệm vụ để kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của tỉnh ủy, đồng thời phải lấy dân làm gốc, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của tỉnh, để sao cho ý Đảng, lòng dân luôn được thể hiện sâu sắc trong các quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai, phải nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, đổi mới trong tổ chức và hoạt động, nhất là tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, để nâng cao chất lượng giải trình, giải quyết đến cùng các vấn đề và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi để cho người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về hoạt động của Hội đồng Nhân dân, mở rộng hình thức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ ba là chú trọng tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cho đại biểu nhằm nâng cao năng lực hoạt động của người đại biểu dân cử, nhất là kỹ năng thu thập xử lý thông tin,
kỹ năng tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Nhiệm kỳ 2016-2021 đã khép lại. Một nhiệm kỳ mới của Hội đồng Nhân dân tỉnh lại bắt đầu. Hoạt động toàn diện, phong phú, khoa học, hiệu quả, tác động rộng lớn sâu sắc tới sự phát triển vững chắc của kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ qua là những dấu ấn rất tích cực. Một nhiệm kỳ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới. Đó là nền tảng vững chắc để Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy vai trò chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tập trung cao nhất để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 14, xây dựng quê hương Lai Châu văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có một loạt các chỉ đạo nóng về phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch, kiên quyết thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo số 113, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19. Những vấn đề trọng tâm, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị đề xuất. Tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 7 giải pháp trọng tâm. Trong đó, Bộ cần tập trung tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, từ khi chưa có dịch và kịp thời, nhanh chóng khắc phục ngay các bất cập hạn chế yếu kém, các lỗ hổng trong quy định và tổ chức thực hiện phòng chống dịch, nhất là tại bệnh viện, các khu công nghiệp và nơi tập trung đông người, chủ động chuẩn bị đảm bảo sẵn sàng các loại vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và các điều kiện vật chất khác cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là tại các địa phương, địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao. Để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương hơn nữa của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân với tư tưởng chỉ đạo là thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các lưu ý của Chủ tịch nước và các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Hết sức tránh đồng thời cả hai khuynh hướng, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là khi không có dịch, và hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh. Tại thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 17 tháng 5 về việc mua vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận việc mua vaccine COVID-19 là cần thiết cấp bách theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại công văn số 50 ngày 19 tháng 2 năm 2021. Và của Chính phủ tại Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 2 năm 2021, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về lựa chọn loại vaccine phòng chống COVID-19. Bộ Y tế và các bộ ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng, lợi ích quốc gia dân tộc, cùng cộng đồng trách nhiệm thống nhất thực hiện các giải pháp để có vaccine sớm nhất. Đây là tình huống cấp bách, vì thế, việc mua vaccine phải được xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp đặc biệt cấp bách và phải được thực hiện ngay. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID-19. Tại nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện mua vaccine một cách nhanh nhất để có thể triển khai tiêm vaccine trên diện rộng cho nhân dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý với phương án sử dụng nguồn kinh phí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận, ủng hộ cho phòng chống dịch COVID-19 để mua vaccine phòng ngừa COVID-19. Tại thông báo số 110, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu cả hệ thống, đặc biệt là cơ quan chức năng ở địa phương, phải luôn trong tình trạng trực chiến. Khi phát hiện ca chỉ điểm là ra quân nhanh nhất, khoanh vùng, cách ly ngay lập tức, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất có thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu phải tổ chức quản lý giám sát tốt ở các khu cách ly tập trung, kết hợp tăng tốc xét nghiệm, tuyệt đối không để lây chéo. Rút kinh nghiệm xây dựng sổ tay phòng chống dịch tại các khu công nghiệp.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn xét nghiệm trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất trang thiết bị, các công nghệ, loại sinh phẩm hiện có, phục vụ mục tiêu sàng lọc, khoanh vùng nhanh gọn nhất trong cộng đồng, mục tiêu bảo đảm an toàn các cơ sở khám chữa bệnh, mục tiêu phân loại trong các khu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, Lai Châu là địa phương chưa có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Song trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, toàn tỉnh đang tập trung triển khai nhiều hoạt động theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ được chú trọng hàng đầu là đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế và công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, cùng với việc tăng cường hoạt động truy vết các trường hợp F1, F2 với ca mắc COVID-19 để xét nghiệm SARS-CoV-2 cách ly y tế kịp thời. Ngành y tế đang tập trung đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc diện ưu tiên theo quy định. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là khi phát hiện nhiều trường hợp trên địa bàn tỉnh là F1 của các ca mắc COVID-19, các cơ sở khám chữa bệnh đã tăng cường công tác kiểm soát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để chủ động phòng ngừa, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho trên 3.700 người thuộc đối tượng theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Mình là kỹ thuật viên ở khoa gây mê phẫu thuật. Tiếp xúc với người bệnh thì rất là nhiều, cho nên là được nhà nước quan tâm cho tiêm phòng vaccine thì cảm thấy là rất là xúc động khi được nhà nước quan tâm, và khi tiêm thì mình cảm thấy rất bình thường. Theo người đứng đầu ngành y tế, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Tiến Thành, giống như bất kỳ loại vaccine nào, vaccine phòng COVID-19 có thể gây ra các phản ứng phụ, hầu hết đều ở mức độ nhẹ hoặc trung bình và tự hết trong vài ngày. Trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, toàn tỉnh ghi nhận một số trường hợp có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi và nhiều trường hợp phản ứng nhẹ thông thường như đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ. Và các dấu hiệu này tự khỏi sau 1 đến 2 ngày tiêm. Trong quá trình tiêm thì đảm bảo an toàn tuyệt đối. Và khi có những cái tác dụng phụ xảy ra thì phải ứng phó kịp thời, tuyệt đối không được chủ quan. Thế thì bệnh viện, đặc biệt là các cái đơn vị có điều trị thì tăng cường các cái đội cấp cứu cơ động thì tại các điểm tiêm chủng, thì trong thời gian qua thì xử lý tốt, không có cái trường hợp xảy ra tai biến. Theo ghi nhận của phóng viên, các đơn vị y tế đã tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bất cứ trường hợp nào không đủ yêu cầu về sức khỏe đều không được tiêm. Trong quá trình tiêm, các mũi tiêm đều đảm bảo an toàn. Một số cán bộ có những phản ứng thông thường thì hiện tại sức khỏe đó ổn định, cán bộ vẫn đi làm bình thường. Thì quá trình thực hiện tiêm chủng an toàn, chúng tôi vẫn quan tâm đến cái vấn đề quản lý bảo quản vaccine, vấn đề thực hiện các quy trình trong thực hiện an toàn tiêm chủng. Tiêm vaccine là một trong những giải pháp lâu dài trong phòng chống dịch COVID-19. Trên tinh thần vừa triển khai thực hiện, vừa đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng, các đơn vị y tế chú trọng thực hiện khám sàng lọc kỹ, triển khai công tác tiêm chủng theo đúng quy trình, hướng dẫn, nhằm giảm các trường hợp có phản ứng sau tiêm đến mức thấp nhất. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các lực lượng chức năng tỉnh đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện các quy định về phòng chống dịch, đồng thời nâng mức cảnh báo phòng chống dịch lên mức cao nhất. Tỉnh cũng ban hành các công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình cách ly và bàn giao người hoàn thành cách ly trở về địa phương, lưu trú hoặc làm việc. Theo đó, tuyệt đối không để tình trạng người đang trong thời gian theo dõi y tế sau cách ly tụ tập đông người, làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào các cơ sở y tế. Kiểm tra rà soát việc đăng ký và đánh giá an toàn với dịch COVID-19, đảm bảo thực hiện đầy đủ tại 100% cơ sở khám chữa bệnh, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Sau hơn 8 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Nậm Nhùn có nhiều khởi sắc. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 14,1 tiêu chí trên xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 28 triệu đồng một người trên năm, tăng 2,1 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 40% năm 2015 xuống còn 19,6% vào năm 2020. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp, 100% các xã có đường ô tô và được bê tông hóa, nhựa hóa. Hạ tầng giao thông của huyện từng bước hoàn thiện. Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Nậm Nhùn phấn đấu không còn xã dưới 15 tiêu chí và thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đầu tư, ưu tiên nguồn lực cho các xã gần đạt chuẩn, đồng thời tăng cường duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn,
đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ giá hiện hành thực hiện trong tháng 4 năm 2021 trên địa bàn của huyện Tân Uyên đạt 30.388 triệu đồng. Lũy kế thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đạt 32,3% kế hoạch. Thị trường hàng hóa dịch vụ hoạt động tích cực, thị trường nông thôn, vùng sâu vùng xa của các xã trong huyện, các mặt hàng đa dạng, phong phú về chủng loại, cơ bản đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong tháng, Tổ công tác liên ngành an toàn thực phẩm của huyện đã tổ chức kiểm tra kiểm soát tình hình, giá hàng hóa, chủng loại hàng hóa, lưu thông trên địa bàn huyện, kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, các hình thức gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện. Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Pha Mu, huyện Than Uyên đã đưa cây chanh leo vào trồng và hướng tới mở rộng diện tích. Năm 2020, xã Pha Mu đã tổ chức cho người dân đi tham quan học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chanh leo tại các tỉnh lân cận. Nhận thấy được hiệu quả kinh tế mà cây trồng này mang lại, người dân đã đăng ký trồng chanh leo. Đến nay, người dân trong xã đã trồng được 8 hectare. Và theo đánh giá của các hộ dân, cây chanh leo phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu, cây phát triển khá nhanh, sản phẩm quả chanh leo cũng đã được doanh nghiệp cam kết bao tiêu. Hiện nay, bà con nhân dân trong xã tiếp tục đăng ký trồng chanh leo, phấn đấu trong năm 2021, Pha Mu sẽ trồng từ 10 đến 15 hectare. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tân Uyên là địa phương thứ 3 trên địa bàn tỉnh xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc. Ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ sở, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với cơ sở thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và triển khai thực hiện các biện pháp điều trị, quyết tâm không để bệnh lan ra diện rộng. Gia đình anh Nguyễn Đức Trường, bản Phúc Khoa, có 3 con bò đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, đến ngày 6 tháng 5, xuất hiện một số triệu chứng của bệnh viêm da nổi cục như sưng hầu và xuất hiện một số mụn cục dưới da. Ngay sau khi phát hiện những triệu chứng trên, gia đình đã báo cho chính quyền xã và được cán bộ xã cùng với thú y xuống kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả là đàn bò của gia đình anh mắc bệnh viêm da nổi cục. Khi nhà tôi phát hiện đàn bò bị viêm da nổi cục thì tôi cũng có báo cáo với chính quyền địa phương để trưởng bản với chính quyền địa phương để tìm cách điều trị cho đàn bò. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có 4 con gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục và bệnh này xuất hiện trên địa bàn huyện ngày 6 tháng 5. Ngay sau khi phát hiện bệnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cùng chính quyền địa phương xuống từng hộ gia đình kiểm tra tình hình mắc bệnh của đàn gia súc, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện phun thuốc khử trùng chuồng trại, thực hiện vệ sinh môi trường chuồng trại sạch sẽ, tăng cường bổ sung thức ăn cho gia súc bị bệnh để có sức khỏe kháng lại bệnh. Trung tâm dịch vụ cũng đã cử cán bộ trực tiếp lên để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cho bà con về công tác phòng và điều trị cho bệnh viêm da nổi cục. Đấy. Và đã phối kết hợp cùng với ủy ban xã, đến nay là đã chỉ đạo đã phun thuốc. Đấy, trên các địa bàn các bản lân cận, đối với trung tâm dịch vụ đã tham mưu cho ủy ban huyện là đã công bố cái quyết định để công bố cái quyết định để thông báo dịch và đã có công văn chỉ đạo hướng dẫn đến các xã để phòng ngừa công tác phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò. Hiện nay những con gia súc bị bệnh đang được điều trị tích cực và có chuyển biến, một số con gần như đã khỏi. Để tránh đàn gia súc bị mắc bệnh viêm da nổi cục, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không nên mua bán, vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Đặc biệt, không nên mua, tra đổi gia súc tại vùng đang có dịch tại các tỉnh. Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, bổ sung thức ăn tinh cho đàn gia súc để có sức đề kháng phòng chống dịch. Khi phát hiện đàn gia súc có những biểu hiện của bệnh viêm da nổi cục, cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có phương án kịp thời, tránh để dịch lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, Sìn Hồ là địa phương có diện tích lớn, hệ thống đường giao thông tương đối phức tạp. Trong những năm qua thì do ảnh hưởng của mưa lũ mà kết cấu của nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã đã bị ảnh hưởng, tình trạng ách tắc kéo dài. Nhằm hạn chế thực trạng trên, ngay trước mùa mưa lũ năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động lập phương án đảm bảo giao thông cụ thể cho từng tuyến đường với phương châm huy động lực lượng thiết bị vật tư tại chỗ, chuẩn bị bố trí lực lượng máy móc vật liệu để tổ chức đảm bảo giao thông thông suốt.
Trong năm 2020, do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đường trên địa bàn huyện Sìn Hồ bị hư hỏng nghiêm trọng tại 47 vị trí trên 14 tuyến đường do huyện quản lý, gây ách tắc giao thông cục bộ và kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa, phương tiện và đặc biệt nguy hiểm đối với con người khi đi qua lại khu vực này. Ủy ban Nhân dân huyện đã bố trí kè giữ nền đường, nhưng do hạn chế về phương tiện, máy móc cùng nguồn kinh phí nên mới chỉ thực hiện được 41 trên 47 vị trí kè và hót sạt sụt 78 trên 126 vị trí. Năm 2020 thì một số tuyến đường trên địa bàn huyện do huyện quản lý thì là một số tuyến bị sạt lở nghiêm trọng, thì phòng đã kịp thời tham mưu ban huyện hót sạt và đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất để đảm bảo phục vụ nhu cầu của nhân dân đi lại được thuận lợi trên địa bàn huyện. Nhằm nâng cao công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường do huyện quản lý, Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cần tăng cường kiểm tra hệ thống đường giao thông, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, kiểm tra rà soát hệ thống báo hiệu giao thông tại các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông, bố trí máy móc, phương tiện, vật tư tại 15 tuyến đường có nguy cơ xảy ra sạt lở. Từ năm 2021 thì để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện ấy, thì phòng có xây dựng một kế hoạch là về cái đảm bảo an toàn giao thông với phương châm là huy động vật tư, vật lực, nhân lực, máy móc và chuẩn bị là vật liệu và đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, huyện Sìn Hồ tiếp tục chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, qua đó bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự lần sau. Cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi tỉnh Lai Châu. Đêm qua 23 tháng 5 và sáng nay 24 tháng 5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, nên tỉnh Lai Châu đã có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu ở huyện Mường Tè. Lượng mưa tính từ sau 19 giờ ngày 23 tháng 5 đến 13 giờ ngày 24 tháng 5, một số nơi như Thu Lũng 174mm, Bung Tở 65mm, khí tượng Mường Tè 50mm. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, nên đêm nay và sáng sớm mai ở tỉnh Lai Châu có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau mưa giảm dần về diện và lượng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp 1.